COVID hãy biến đi, biến khỏi thế gian này. Đại dịch gây tan thương, cuộc chiến đã sang xa. Chúng ta dịch COVID với thương cộng đồng. Chúng ta dịch COVID hãy tự giác cách ly. Ta là người quyết thắng bằng ý chí niềm tin. Và quan đầu xin chào các bạn. Tối hôm nay là thứ nhật, sau khi mình làm đây clip là còn 4 tiếng đồng hồ nữa là thành phố Phan Thiết áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là giãn cách xã hội. Và bây giờ là đã 00 giờ của ngày 2 tháng 8 năm 2021. Và khu dân cư 19 tháng 4 này là khu nhà nghỉ đông nhất của thành phố Phan Thiết, là một cái hệ tập trung nhà nghỉ. Thì như các bạn đã thấy đó, trên con đường rất vắng vẻ, tại vì khu nhà nghỉ này là hoạt động 24/24. Mà như các bạn đã thấy thì các cái tấm bảng hiệu là không bật đèn nữa. Công an là lúc mà 19 giờ tối 29 giờ là đã đến từng nhà thông báo cụ thể, nếu như không chấp hành thì sẽ bị phạt từ 20 đến 40 triệu. Thì không phải vì lấy đó mà mình lại không chấp hành, nhưng mà đây là tình hình chung của đất nước. Bệnh dịch Covid tràn lan, và khi con biến thể Delta này nó đã hoạt động thì toàn quốc và toàn thế giới cũng đã là chấp hành theo cái chỉ thị mà mỗi nước đưa ra. Thì theo cái văn bản của Thủ tướng Chính phủ đó là chỉ thị 16, thì tỉnh Bình Thuận mình cũng đã áp dụng 0 giờ của ngày 2 tháng 8 cho đến ngày 16 tháng 8 là coi như là đã hoàn tất trong cái việc mà toàn dân của thành phố Phan Thiết chấp hành chỉ thị 16. Nói chung là khi mà nghe cái chỉ thị 16 này thì mỗi người, mỗi nhà cũng đã đồng lòng có cái cảnh giác và phòng chống, vì mọi người ngay cả bản thân mình thì thấy được điều đó thì góp sức cùng nhau, cùng với cộng đồng để chống lại cái dịch COVID. Qua cái hình ảnh này thì con đẩu chỉ đi xung quanh đây thôi, không dám đi ra ngoài nữa, chỉ đi ở khu vực khu dân cư này thôi. Các bạn ở xa cũng nói với mình, mà nói thì khi nào thì cũng phải có những hình ảnh là ghi lại để các bạn thấy. Ở đây là cũng là quê hương của các bạn ở xa. Đây là cái góc đường từ ở ngoài trục lộ 19/4 đi vào đường Đào Duy Anh và Đặng Văn Bảy. Chỗ này đang thực hiện cái công trình làm cống nước. Cái nhà nghỉ Vĩ Diệu này là cũng bán các bạn, cũng bán. Khi mà các bạn về Phan Thiết thì nếu mà làm ăn được thì cũng nên về đấy. Đây là cái đoạn đường trên đường 19 tháng 4 nối dài qua về phía Bắc trên cầu Sông Muối. Mình ghi lại cái đoạn đường này. Đường này là vắng bậc. Đây là về hướng Nam, về hướng Trần Hưng Đạo, từ tư nối dài qua đường Võ Văn Kiệt, PC Palace. Thì nói chung là từ ngày giờ cũng ảnh hưởng với Covid, cũng đóng cửa luôn.
Như các bạn đã thấy về tình hình chung của đất nước và của toàn thế giới, bệnh dịch Covid thì biến thể con chủng trên ta này rất là nguy hại cho dân tộc, cho người dân chấp hành. Thôi đến đây là Quang Đậu cũng xin chào các bạn, chúc các bạn bình an, vui vẻ. Sẽ tiêu tan.